Thưa các bạn, ngày hôm nay tôi nhận được một câu hỏi của các bạn học viên của VBTA. Khi mà các bạn tư vấn cho khách hàng ấy, thì các bạn thao thao bất tuyệt về cái bài tư vấn của mình. Nhưng mà khách hàng phía trước ấy, họ chỉ nhìn, họ cười, họ gật đầu, rồi không có phản hồi lại. Thì các bạn cho rằng là mình không nắm được tâm lý khách hàng, thành ra cái quá trình tư vấn đấy tỷ lệ thất bại rất là cao. Vậy thì tại sao lại có cái hiện tượng như vậy? Và nếu mình gặp phải vấn đề như thế này thì mình nên làm gì tiếp theo? Rồi, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn và chỉ ra cho các bạn những cái nguyên nhân. Đầu tiên các bạn phải biết là hầu hết các bạn trainer thường không có kỹ năng đặt câu hỏi, hoặc các bạn đã được học rồi nhưng mà lại chưa thực sự nghiêm túc tìm hiểu lại kiến thức về đặt câu hỏi rồi mình rèn luyện trở thành một cái kỹ năng. Nên các bạn có xu hướng hỏi 1, 2, 3, 4 câu hỏi theo cái thứ tự đã có sẵn, rồi thì hỏi mang tính cho nó có, cho nó xong rồi, sau đó là chuyển ngay lập tức sang cái quá trình tư vấn. Thì đương nhiên rồi, bạn chưa có thông tin của khách hàng, bạn chưa hiểu được khách hàng của mình muốn gì, thành ra bạn nói cái gì họ cũng gật đầu thôi. Và các bạn nên nhớ này, trước đây tôi đã từng dạy các bạn là gì, nếu mà cái tỷ lệ nói của khách hàng là 70%, bạn chỉ 30% thôi thì tỷ lệ thành công có khi lên tới 90%. Nhưng nếu ngược lại, nếu các bạn nói 70% mà khách hàng chỉ nói 30, thậm chí chỉ có 10-20 thì gần như là không bao giờ có thể chốt được sale được. Vậy thì back to basic có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ học lại một cái, đó là các bạn sẽ dành thời gian ra nghiên cứu thật kỹ lại kiến thức về kỹ năng đặt câu hỏi và lưu tâm về bốn cái chủ đề đặt câu hỏi. Thứ nhất là hỏi về mục tiêu của khách hàng, vì đây là câu hỏi giúp các bạn xác định được nhu cầu ẩn của khách hàng thực sự là gì. Tôi lấy ví dụ như có một khách hàng, người ta nặng 80 cân, người ta muốn đến phòng tập, thì hầu hết mọi người đều nghĩ rằng khách hàng này muốn giảm béo. Nhưng mà thực ra đấy không phải là nhu cầu thực sự đâu, mà cái thứ thôi thúc khách hàng của mình đi tập ấy, đó là bởi vì họ bị coi thường, họ bị chê bai, body shaming, hoặc họ không cảm thấy tự tin, hoặc là vấn đề sức khỏe họ không tốt. Thành ra họ phải đi tập để thay đổi vóc dáng của mình, và cái việc giảm béo đó là một cái công cụ giúp họ đạt được cái gì? Nhu cầu ẩn ở phía sau. Rồi, cái yếu tố số 2 đó là rào cản khách hàng thông qua cái việc là đặt câu hỏi về kinh nghiệm luyện tập. Vì mình hỏi luyện tập rồi thì mình sẽ biết là có những khách hàng chưa bao giờ đi tập luyện, duy trì cân nặng đến 5 năm rồi. Vậy vì sao mà khách hàng lại không đi tập luyện trong khi cái việc làm đẹp là điều rất cần thiết? Thì lúc đấy họ sẽ nói là gì? Ôi, tôi không có thời gian, tôi phải sinh con, tôi phải chăm sóc gia đình, tôi bận công việc. Thì tất cả những cái đó nó gọi là rào cản của khách hàng, đúng không ạ? Đó. Cái chủ đề thứ ba là các vấn đề xoay quanh bệnh lý, ví dụ như huyết áp, tim mạch, hoặc là những cái chấn thương liên quan đến xương khớp của khách hàng. Thì mình sử dụng những cái thông tin đó để coi như là cái điểm nhấn về cái nỗi đau của khách hàng, khiến cho họ cảm thấy là tôi phải đi tập ngay hôm nay chứ không phải là ngày mai, vì chậm trễ thì nó không có tốt cho cái tình trạng sức khỏe. Và đương nhiên rồi, chủ đề câu hỏi cuối cùng xoay quanh vấn đề về nghề nghiệp, công việc, cái trạng thái tâm lý, sở thích, thói quen của khách hàng, để mình có thêm dữ liệu trong cái việc hiểu khách hàng của mình và xử lý từ chối trong những cái tình huống đặc biệt. Vậy thì cũng đừng quên công thức đặt câu hỏi 3 what, 1 why, 1 how. Với 3 what thì có nghĩa là mình sẽ hỏi liên tục 3 câu hỏi, kiểu như là mục tiêu tập luyện của chị là gì, đúng không ạ? Vì sao mà anh chị lại muốn giảm gần đây cân, hoặc là gì, anh chị đang cảm thấy cơ thể của mình như thế nào? Thì đấy chính là what, why và how, nó giống như vậy. Các bạn có tìm đọc lại workbook về kỹ năng đặt câu hỏi, cũng như là xem cái kênh YouTube của thầy thị trường, thì các bạn sẽ có thể cập nhật lại kiến thức nó sẽ tốt hơn. Rồi, cái lưu ý nữa mà liên quan đến việc ảnh hưởng trong quá trình giao tiếp với khách hàng, đó là khi mình biết câu hỏi nhưng mà cái thái độ, cái phong cách của mình đặt câu hỏi, cái giọng nói của mình ấy, nó chưa thực sự tốt, thì thành ra người ta cảm thấy không happy, hoặc người ta cảm thấy là có một cái gì đó đề phòng, đúng không ạ? Thì lúc đấy họ sẽ không share thông tin với các bạn. Nên là cố gắng thay đổi giọng nói và phong thái của mình trong cái cách là đưa ra những cái câu hỏi làm sao cho nó phù hợp. Rồi, một trong các yếu tố mà khiến các bạn xây một cái rào cản rất lớn, khách hàng sẽ xây ra một cái rào cản cực kỳ lớn ngăn cản các bạn, đó chính là gì ạ? Đó chính là đôi khi chúng ta quá vô vực mà khách hàng nhảy phát là muốn bán hàng, chúng ta nôn nóng quá thì tự dưng người ta cũng sẽ không happy mà thôi. Do vậy cố gắng mình hãy làm cách nào đó để thay vì nhảy vào tư vấn thì mình tìm ra những cái điểm chung đi. Ví dụ như trong quá trình tôi tư vấn, tôi phát hiện ra một bạn cùng bằng tuổi với tôi chẳng hạn, thì tôi sẽ xoay sang chủ đề là 89 nó sẽ như thế này. Cái tuổi 89 gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà về sau thì thành quả rất là tốt, 89 có rất nhiều những người tài giỏi, ví dụ như vậy. Hoặc nếu bạn phát hiện ra là người ta có một cái sở thích, ví dụ như là đang rất là thích tìm hiểu về ChatGPT chẳng hạn, bạn cũng đang tìm hiểu về nó, thì bạn có thể lấy những cái chủ đề như vậy để bắt đầu câu chuyện, vân vân và vân vân. Nếu như các bạn có một cái điểm chung nào là cầu nối, thì tôi tin rằng cái việc phá bỏ cái rào cản tâm lý khách hàng thì sẽ dễ dàng hơn. Lúc đó các bạn có thể dễ dàng khai thác được thông tin khách hàng.
Và đương nhiên rồi, đa phần các bạn không thể chốt sale đó là vì không hiểu. Mà các bạn không hiểu khách hàng của mình là do mình không có hỏi, hoặc là mình hỏi mà chưa tốt. Vậy chỉ cần hiểu được khách hàng, hỏi được thông tin khách hàng, chiếm được cái niềm tin của khách hàng, cái ấn tượng cảm xúc tích cực của khách hàng ngay từ lần đầu tiên, thì tôi tin rằng cái việc bán hàng nó sẽ không khó. Vậy các bạn hãy thử áp dụng những cái gợi ý này của tôi để xem liệu là giải các bài toán tương tự như vậy trong tương lai thì nó có tốt hơn hay không nhé. Nếu như sau khi nghe xong video này các bạn vẫn còn những cái thắc mắc nào đó, hoặc trong quá trình làm việc muốn được chúng tôi giải đáp bất kể một vấn đề gì, thì các bạn có thể chọn một vài cái kênh như sau. Đầu tiên là inbox trực tiếp lên fanpage của VBTA để gửi những cái câu hỏi, hoặc các bạn có thể điền vào cái form khảo sát ở trong cái link ở phía dưới phần comment, thì các bạn có thể cập nhật thông tin ở đó, chúng tôi sẽ căn cứ để làm video giải đáp cho các bạn. Hoặc ngoài ra các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho các giảng viên thì chúng tôi sẽ sẵn sàng để hỗ trợ cho các bạn, hy vọng sẽ đưa ra những cái giải pháp tốt nhất giúp các bạn cải thiện cái hiệu quả công việc của mình. Và cuối cùng thì chúc các bạn thành công và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.